Thank you.
Cái bao nhiêu tiền một cân đây em ơi? 2.000 cân. Để cho chị cân nha. Vâng. Dạ. Đấy, như xem con nào ngon thì đấy, đấy cái con này thì nó béo nó ngon hơn. Rồi, em không. 75 được chưa? Xem con nào. Để cho chị hai con luôn. Nhìn cá ngon quá. Bye bye. Bye bye vé nha. Đúng rồi đây. Dạ. Sao cả vậy thôi?
Anh em mua cá nhá. Chị ơi, cá bao nhiêu nhỉ? Cá 5.000 cân. Vâng, chị cho em một cân. Vâng, chị cho em con đấy. Cá này mới bắt chiều nay mình lại lắm. Con này 7 lạng rưỡi, tính 7 lạng thôi. Bán 20.000 cân. Chị kiến nhá. Vâng, em xin nhá. Sao chị nhá? Dạ vâng. Ừ, không có gì đâu. Thank you.
vượt một đứa.
Người nhìn thấy em ạ. Người nhìn thấy em ạ. Cân em bán 10.000 bó. Em bán nốt 2 bó này 15.000 2 bó. 10.000 được không? Không, 15.000 2 bó em bán rẻ lắm rồi nhỉ. Đấy, em lấy nốt nhá. Vâng, em về. Đây em gửi 2 bó đi. Đây anh gửi kìa. Vâng, 15.000 đi. Anh xin nhá. Vâng. Sao hẹn không em bán nhỉ? Ừ, ok. Thank you.
Thank you.
bán 10.000 mớ thôi. 10.000 mớ là cho 3 mớ. Ôi giời, ngon quá nhỉ. Con này nó non đấy. Non này phải nấu canh. Cháu nhặt nhau canh qua nữa. Cho tiền 3 mớ. Ôi giời, ngon quá. Lần sau nó ngon thì làm một tiếp nhá. Sao cho để lại cho. Ừ đấy, làm một tiếp, ngon quá. Ngon đấy, cái dao này nhìn ngon đấy. Ôi giời ơi, rất là đi bán rau nhỉ. À, đấy. Ôi giời, rau ngon quá. Về nhá. Ừ, về thôi. Bye bye nhá. À, bạc buông. Đây, bạn để mua rau. Đây đi bán rồi. Này, mua rau thôi. Lấy hủ cho một số. Ừ, mình mua một số rồi. Chị đang cho để bán một số. Vâng, cho chị. Thế cầm lấy nhá. Vâng, cho chị. Ừ. Đó, ngon lắm. Ngon lắm. Để nấu canh này. Nhá. Mua rau đi cô ơi. Cho bán rau đi. Hai mua lấy nó dùng đi. Bán nhá một số. Bán 10.000 mớ thôi. Bán rất 20.000 đấy cô. Chết sao rồi, bán nhanh thế. Đâu hộ, lần sau hộ được sao nhỉ?